Alo, chào các bạn. Hôm nay Hoàng sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Do ngày thi Hoàng hướng dẫn cái bộ đề này, bộ đề ngày 28 tháng 5 ha. Bộ đề này có 8 đề. Do đây là Hoàng hướng dẫn các bạn đề số 1 ha. Do phần thi các bạn gồm có bộ có 4 phần, Hoàng hướng dẫn giải cho các bạn gồm có 4 phần: Windows, Word, PowerPoint và Excel ha. Excel. Do rồi, người ta yêu cầu thư mục gốc. Các bạn sẽ dùng cái thư mục hình ảnh này ha. Hoàn toàn một cái thư mục đọc tên thư mục gốc ha. Thì trong bài thi các anh chị á, thì người ta có thể yêu cầu các anh chị là tạo một cái thư mục với tên số với danh họ tên các bạn á. Rồi trong thư mục gốc này tạo hai cái thư mục là vật liệu và dụng cụ ha. Lấy chuột phải các anh chị new folder, được chưa? Vật liệu, lấy chuột phải new folder dụng cụ. Trong cái thư mục vật liệu, hai cái thư mục là cao su nặng và cao su nhẹ. Cao su nặng, lấy chuột phải new folder cao su nhẹ. Trong thư mục dụng cụ, hai cái thư mục đó là nồi, hấp và tủ dụng cụ. Để chụp phải new folder nồi hấp tủ cực tím. Để chụp phải new folder tủ cực tím. Tìm hai sao cho phép hai tập tên là tt nhỏ 10 kb vào thư mục nội nhập. Sao chấm txt kích cỡ size thì bạn đánh size vô hen. Tôi yêu cầu size nhỏ 10 kb, không đến 10 kb. Được chưa? Tôi yêu cầu bạn nè, nhỏ 10 kb nè. Chép vào thư mục nội nhập hai cái thư mục ha. Chép vào thư mục nội nhập anh chị. Được chưa? Rất là nhiều nè anh chị. Được chưa? Có rất là nhiều. Đây rồi, hay có thể dừng tìm kiếm cũng được ha. Tại mình có nhiều à. Chờ đây, cái chuột phải nè, đồ bánh ti nè, đôi tt cho bạn nè, đúng không? Rồi hoàn chép hai cái ha. Chép vào cái thư mục gì đây? Chép vào thư mục nội nhập ha, nội hấp hả? Ok. Sau đó người ta yêu cầu đặt thuộc tính cho chỉ đọc. Nếu chuột phải, rồi bánh tây, read only, apply, ok. Sao chép nồi hấp vào dụng cụ. Nồi hấp nè, Ctrl C nè, vào dụng cụ. Sao chép nồi hấp vào dụng cụ. Sau đó đổi phần mở rộng thành dat. Ok. Nén dụng cụ. Blue một thư mục gốc. Đặt tên là gì đây? Đặt tên là nén.zip. Nén này, .zip nè, blue một thư mục gốc. Tên là ba này chung luôn ha. Rồi xong. Một tí. Đi tiếp theo. Phần Word. Về cơ bản đột quỵ liên quan đến não. Được chưa? Đây, về cơ bản đột quỵ liên quan đến não. Đột quỵ này để lại đây, để dưới đây, đây. Rồi. Đó mà. Đột quỵ liên quan đến não nè. Cái này quật ạt ha. Rồi. Insert nè. Quật ạt nè, nó có đường thanh ha. Rồi sau đây nó từ nhỏ đến lớn có đường gạch dữ, đường gạch đúng không, kiếm đường gạch cho nó.
này, rồi format nè, format nè, tên xanh nè, từ nhỏ đến lớn ha. Nó đồ nhỏ lớn nhưng mà cong lên xíu hả? Để kiếm cái nào nhỏ lớn mà cong lên. Thằng này đây. Ok. Rồi, riêng cái chữ đột quỵ thì sao đây? Đột quỵ thì bạn thấy nó gì đây? Màu đỏ. Viền này toàn bộ là viền xanh nền trắng ha. Toàn bộ là viền xanh nền trắng. Nền màu trắng. Viền màu xanh. Ok, riêng đột quỵ chữ màu đỏ, là màu đỏ. Rồi, ok, rồi, còn hết mà, tiếp tục. Rồi, tôi nói ổn ha, muốn thế này nó rộng hơn xíu nha bạn, cho lên chút. Rồi, tiếp tục, phần lớn, cái này là bó đơn sẽ tên ha. Cái này một hạt nó chút xíu đây, chút xíu mình xài sao. Phần lớn cái mạng nè, bạn thấy đóng khung border stain ha, nền màu đen, nền màu xám ha, hai bên này là màu đen, hai bên này là khác ha. Thì vô home nè, số này xuống nè các bạn, border stain ha, các anh chị chọn khó tâm, chọn chế độ paragraph ha. Rồi cái đường đó là khoảng 1/4, hai đường bên hông màu đen ha. Ở trên là mặt hai đường ha, các chị kiếm hai đường ha, đó thấy không? Ở trên hai đường màu đen, nền màu xám ha, nền à, màu xám ha, bó đa ba ráp ha. Ok, tức là bạn thu nhỏ này lại nha mày, bạn thu gọn lại bên đây, các bạn cũng thu gọn lại bây giờ nó sẽ ra cho bạn ha. Rồi tiếp tục cái gì đây, từ chữ đói bạn đột quỵ cho đến thương ha. Rồi nó chia làm hai ha, chia làm hai không có đường giữa. Rồi bailout column nè, chia làm hai nè. Ok, rồi chữ D và chữ C. Này thằng rockcap 3 dòng ha, đóng cấp 3 dòng hết. Nhìn sạch ha, rút cáp ha, 3 dòng hết. Rồi sau đó thằng này sau đây nó kéo lên xíu, rồi cỡ chữ thu nhỏ lại ha. Ok. Rồi bên đây cũng vậy ha. Bên đây cũng thu nhỏ lại ha. Rồi. Tiếp tục. Sau đó thằng này canh đều ha. Rồi. Gì đây? Có một cái nền ha, nó có thể là text box, insert text box nè. Rồi cái nền nó màu lưới gì đó thì kiếm cái nền kiểu đó ha, màu lưới lưới, hoặc dùng cái này thay thế nha mày. Rồi sau đó đem cho nó nằm phía dưới chữ nha, rồi bỏ màu viền đi không mày. Ok, rồi đem cái hình lên ha. Chỉnh lại thôi. Ok.
Khoan hả, nút kéo ha. Ok, chỉnh nữa các bạn. Rồi tiếp tục gì đây, cái này nó có thể di chuyển lại nguyên cái đoạn này in nghiêng không chưa? Đoạn này đẩy qua, này có thể đẩy qua được nè, có thể dẫn đến đột quỵ, có thể dẫn đến đột quỵ, có thể rồi đột quỵ này, đột quỵ này khỏi cần này đi, đây có đột quỵ rồi, có thể dẫn đến nè, này là chữ màu đỏ ha, rồi có anh đậm không, có ha, rồi đột quỵ này chữ này quật hạt ha, coi quật hạt nó sao đây, chữ liền ha, ok rồi cho cái chữ xéo lên ha, ok từ cát cho đến đến gì đây bị ảnh hưởng nha, lên cái đoạn này ha, được chưa, được in nghiêng, ok này rồi bằng một bự xíu nữa rồi, ok rồi tiếp tục như đây, làm gì khi bị đột quỵ quật hạch ha, làm gì khi bị đột quỵ, cái quật hạch này sao đây, nền màu đỏ viền màu đen rồi nền màu đỏ viền màu đen rồi nó là sao đây, nó nhỏ từ bên đây qua xong rồi lớn đến nhỏ hen, có tên nè, rồi từ lớn đến nhỏ hen, thu cái chữ lại xéo, cái chữ hơi bự ha, ok có độ bóng ha, ok làm gì khi bị đột quỵ thôi, không có đầu tiên, cho quát tát nào mình cho trên dưới nữa sẽ đẩy luôn rồi, tiếp tục đỡ bệnh nhân đến khỏe lại, cái quyển sách do biểu tượng symbol, tượng này anh chị kiếm quyển sách ha, vô đây bạn kiếm symbol nè, vô các anh chị vô Windin ớt á, Windin nè, ớt nè, anh chị kiếm rất là nhiều, quyển sách đúng không, đây ok quyển sách này đậm lên, ok rồi đó anh ha, tới phần bó bôi thì mở dựng bó bôi hai size lên, rồi coi này cần hai cái nền giống nhau nằm ở xanh xanh đó để kiếm coi dùng design có không,
Nền màu xanh. Nó mà đúng không? Nhưng mà nó không giống lắm. Này thì nó này thì giống hơn nè, nhưng mà nó phủ hết. Con này nó phủ ở trên không à, mà nó không à. Rồi bây giờ phải kiếm thằng dưới này, trên này đúng nè. Còn thằng này, thằng này đây phủ trên không à, mà thấy không à. Nó à, hai cái giống rồi. Rồi bây giờ thằng này có những cái này hoàng không cần, hoàng bỏ đi. Ở dưới này cũng vậy, tức là hoàng bỏ hết đi, cần thì hoàng sẽ viết lại và tích bóc thôi. Rồi ở đây cái chữ sinh viên nè, chữ màu trắng luôn vậy thôi đó. Cái cười của này chữ phông chữ thôi các bạn, những cái hình tức là phông chữ, tức là bạn cần hai cái tích bốc cho cái chữ sinh viên nó. Rồi bạn cho tăng cỡ chữ lên, chữ màu trắng vậy thôi các bạn. Chứ nó có in đậm không đây, và đây không in đậm luôn, chữ cười cái này là phông chữ thôi các bạn. Đó. Thì bạn ngồi đó bạn kiếm cái phông chữ cũng được, còn hoài thì khỏi ha. Yeah, cười. Các chị ngồi kiếm cái phông đó, mấy phông nó chữ công công ha, kiếm đại đi ha. Nè, nó bạn tăng cỡ chữ lên ha. Đó. Rồi cứ chữ cười này nó gì đây, màu xanh ha. Cái màu này nè, màu trắng và đổ màu xanh ha. Rồi vẽ cái mặt cười ra insert nè. Đang vẽ cái mặt cười ra nè. Đó. Rồi mặt cười này màu đỏ ha. Đó, méo lại xíu nè, màu đỏ các anh chị format nè, màu nền nè, nó màu đỏ nè. Cái viền gì đây, viền đen ha, viền nè, màu đen nè. Ok, xong ra thứ nhất. Tới lại số 2, thói quen, cái chữ thói quen nghỉ hè. Rồi cái chữ thói quen các anh chị là dùng cái sáp mà nè. Thói quen tăng phông chữ lên, chữ màu trắng nó. Rồi cái thứ hai insert một cái nữa, dạy một cái tách bóc nữa. Rồi chờ gì đây, ở nghỉ hè một sinh viên về quê đoàn tụ với gia đình. Rồi nó cái này bạn tự đánh nội dung nha, mình tự đánh ha, cái này không có gì hết nên hồi không có đánh nội dung cho các bạn. Đó, cái này thấy canh giữa thôi. Rồi canh này, canh này có thể là một dòng nè, xuống đây dòng kháng nè, đoạn này kháng chút xíu, nó dời nhau chút xíu, hoặc bạn làm tab cho nó thôi, không gì cả mày. Rồi người ta yêu cầu bạn gì đây, tạo hiệu ứng size 2 xuất hiện sau từ 1 3 giây, tức là size 1 các bạn nè, anh chị tự động chuyển sau 3 giây nè. Đó, nếu anh chị muốn cho size 2 tự động chuyển luôn, anh chị nhấn apply to on. Rồi tiếp tục, người ta yêu cầu anh chị là tạo hiệu ứng chuyển động cho từng đối tượng, tạo hiệu ứng chuyển động cho từng đối tượng, tức là cái này các anh chị em mua xanh nè, đó anh chị cần đơn A nè, đó từng đối tượng anh chị muốn chọn từng cái cũng được, hoặc là anh chị cần đơn A anh chị làm một lần luôn cũng được nha anh chị. Rồi còn nếu người ta yêu cầu các anh chị là hiệu ứng chuyển slide, là cái này nè anh chị. Rồi, đây là hiệu ứng chuyển slide nha các anh chị. Rồi đây là hiệu ứng chuyển slide. Rồi hàng hướng dẫn xong cho anh chị phần PowerPoint, tiếp theo là hướng dẫn bên chị phần Excel ha. Excel các anh chị mở Microsoft Excel lên. Thì Excel bài này người ta yêu cầu tên hàng dựa vào mã hàng. Rồi, mã hàng. Rồi. Được chưa? Và bảng 1. Và sau đó người ta yêu cầu bổ sung tốc độ. Đây. Ở cuối, được chưa? Tên hàng rồi, các anh chị dùng VLOOKUP các anh chị dò ha. Rồi, mã hàng nè. Sau đó anh chị tên hàng ha. F4 ha. Trả về cột 2 cách dò chị chính xác ha. Sau anh chị ghép. Người ta khoảng cách ra, bạn khoảng cách ra. Được chưa? Nó hồi ghép khoảng cách vô. Rồi hồi ghép dưới right. Tốc độ ghép dưới này. À, ghép dưới này thôi, khỏi right các anh chị. Được chưa? Ok. Rồi anh chị sao chép công thức xuống nha các anh chị. Rồi. Tiếp tục. Sau đó người ta yêu cầu các anh chị đơn giá dựa vào này, bạn một để lấy đơn giá thích hợp. Đơn giá các anh chị cũng dùng với lúc cấp luôn ha anh chị. Chỉ dò các anh chị nè. Sau đó anh chị quét bảng dò ha.
F4 cố định lời trả về cột 2 cách chọn chỉ chính xác ha. Thôi cột 3 các anh chị à. À xin lỗi nha, cột 3 nha các anh chị. Được chưa? Đây đính từ trị dò này, cột 1, cột 2 và cột 3 ha. Đơn giá các anh chị là cột 3 ha. Các anh chị sao chép công thức xuống nha các anh chị. Rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục thành tiền của người ta nói gì? Thành tiền các anh chị là bằng số lượng nhân đơn giá ha, nhân tỷ giá ngoại tệ. Biết rằng mặt hàng trước ngày 15 tháng 12 thì tỷ giá ngoại tệ là 20.500. Ngược lại, nó là tỷ giá ngoại tệ 21.000. Thành tiền các bạn bằng số lượng nè nhân đơn giá ha. Số lượng nè nhân đơn giá. Sau đó người ta yêu cầu nhân cho tỷ giá nè, nhân tỷ giá ít nếu cái gì? Nếu mặt hàng được bán trước ngày ngày tháng ha. Thì cần chút kiểm tra sao nhỏ hơn date ha. Năm 2015 tháng 12 ngày 15. Nếu này đúng thì bạn trả về nhiêu đây? Thì tỷ giá nó là 20.050 đồng. Ngược lại nó là 21.000. Nên ta ha. Rồi hãy kiểm tra cái ngày tháng có đúng dữ liệu ngày tháng không đúng ha anh chị. Date nè. Rồi các anh chị có quyền sao chép công thức xuống ha. Rồi tiếp tục ngoài ra nếu số lượng là 10 thì thành tiền được giảm 2%. Các bạn nhìn thêm cái if nữa, if nếu cái số lượng này nè được chưa, nó nhỏ hơn 10 thì được cho thành tiền giảm 5% thêm giảm 2% tức là còn 98%, ngược lại là 100%. Chưa? Đó. Ok. Vậy sao chép thức xuống. Ghi chú là nếu là Sony hoặc là Asus test, Sony hoặc là Asus test ha. Rồi thì tặng thì ghi là tặng USB, ngược lại là trống, ghi chú các anh chị bằng if ha. Nếu ha. Led để lấy ký tự bên trái ha. Có cái ô này các anh chị lấy len trừ cho 3 ha. Được chưa? Len trừ cho 3. Đây bạn bên phải trái không giống nhau nè. Được chưa? Mà bên phải là giống nhau nè, nó hoàn lại bên phải ha, trừ cho 3 nè. Nó bằng chữ Sony ha. Hoặc là led nè. Của cái mã này nè. Được chưa? Len của thằng này trừ cho 3 ha. Nó bằng Asus ha. Asus test. Được. Nếu này đúng thì bạn ghi chữ gì đây? Tặng USB. Ngược lại bạn để rộng ha. Enter. Rồi, mình sao chép công thức xuống nha các bạn. Ok, tiếp tục. Định giá cột đơn giá USD. Đơn giá này là USD nè. Thành tiền. Đơn giá. Cột đơn giá USD và thành tiền theo mẫu đồng. USD thì không có đồng được các bạn. Dạ, thì hoàn định đơn giá của này là USD ha. Tại đơn giá này thường là chữ USD chứ ai mà lại để đồng. Thân. Phân cách hàng ngàn, ba dấu thân. Dạ, USD. Thân này là đồng. Thì quét phải, format cell. Dạ. Okay. Thân, phân cách hàng ngàn, ba dấu thân. Đồng. Cho mã hàng này dấu chấm phân cách hàng ngàn các bạn. Sắp xếp mã hàng tăng dần, số lượng giảm dần, quét khối ha. Data ha, sort ha. Mã hàng tăng dần. Mã hàng tăng dần, số lượng giảm dần ha. Ok. Lập báo thống kê 15 ngày đầu và lập 15 ngày sau. Dạ, 15 ngày đầu và 15 ngày sau. Đó. Thì bài này Hoàng sẽ dùng hàm cơ sở dữ liệu nha. Điều kiện bằng cái ngày bán này nè. Đó. Nhỏ hơn bằng đạt 2015 tháng 12 ngày đây là 15 ngày đầu. Rồi, tổng thành tiền là đề sum. Điều kiện quét hết toàn bộ dữ liệu kể cả tiêu đề F4. Đối số 2 là tiêu đề đến thành tiền
đối xứng với ba điều kiện hai ô bạn lập ra. Enter. Tương tự như vậy, điều kiện 2 bằng cái ô này lớn hơn đen 2015 tháng 12 ngày 15. Thì cái này là nhỏ hơn hoặc bằng. Rồi, bằng đề sụp bằng bằng đề sụp database bảng dữ liệu quét hết toàn bộ bảng dữ liệu kể cả tiêu đề F4. Đối số thứ hai tiêu đề tính thành tiền. Đối số 3 điều kiện lập ra. Ok. Rồi. Hoàng vừa hướng dẫn cho anh chị xong đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 5 2017. Thì mọi thắc mắc gì thì các anh chị có thể để liên lạc qua số điện thoại hiện trên màn hình hoặc là những cái để dưới comment. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những cái clip bài giảng mới nha các anh chị. Chúc các anh chị thành công.